Đang quen. Ngày mai quen coi nó quen không quen cho anh đó nữa. Nào đi có rủ mày. Vừa bái nha. Anh mang mấy công đổi tay cũng. Lấy đây. Lại đây. Giỡn anh chào anh đó. Anh đi mà giỡn lắm rồi để biết đâu. Ngày lòng buồn nhan, nắng tan theo nụ cười, chỉ còn mưa hòa với nước mắt, gió đung đưa hàng cây. Here we go. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Đây là Đào đây nha. Anh cứ sợ tôi. Không, anh cứ sợ tôi. Dạ, anh cứ không thường rồi. Chẳng quên mèo quên đó. Nào giờ lên thằng cà mắng. Đồ quên đó rồi. Giờ anh chiên quá anh cứ luôn. Hết đó rồi, anh cứ không thường nào. Lý sao? Mình là chiếc Khmer các bạn. Có hộ đang nghe. À, Kim là anh Mê đúng không? À, còn anh Phúc này chứ anh ơi. Anh gì cờ tao, cùng không phải là không phải là con thích ông Hoàng Kim Liên, Kim Liên ấy. Thì à. Giờ nó thì tên thị trang mày. Thị trang hả? Vợ tên thị trang á. À. Đúng rồi không? Biết thị trang không? Nhưng mà đang chuyện anh em mày với thị trang. Nó đúng rồi, mày đi đúng rồi. Mày cướp vợ thị trang đúng rồi. Trang anh khó con gì ta? À, con ớt luôn. Thôi nói chung là ngày hôm nay nè các bạn, thì mình đọc comment á, mình thấy mọi người nói là má xưng hô mày tao với ông Quốc đi. Thấy đúng là bạn chắc là ông Quốc. Bây giờ thì nói chung mình làm ngày hôm nay này mình sẽ là làm bìa đúng không? Thử làm bìa đúng không? Mình thử làm cái ẩm thực này. Đó tụi anh là ông vô. À, làm thứ cho mấy gì vậy? Hả? Để làm trời làm ẩm thực đó. Là sẽ ông mà biết cái tính ảnh nào. Anh vô ảnh lắc cắt lên hả? Làm thiệt không? Thiệt chứ Phúc. Đó tao lên tao muốn gì nhanh là giờ làm nhanh cho nhanh anh em làm cái làm anh coi nha. Thì đó mình sẽ làm đó. Tính ảnh vô ẩm thực á. Nhoi. Cái này sẽ mình sẽ dạy cho ảnh một cái bài học luôn. Nếu mà muốn những đứa nhỏ tôn trọng thì mình hãy sống đàng hoàng. Đúng các bạn? Mình phải lời gọi sao không? Nope. Đừng có nói tục nữa. Anh còn... Đúng không? Đừng có nói tục nữa. Mày hả? Mày cũng nói. Em nói anh kia ra. Mày hiểu không? Nói mày hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Nói mày hả? Tao với mày là mình vừa mày, mày cho Hàn Quốc này. Trời ơi. Anh lộn cho anh. Chưa có ông ở đây. Chưa có ông ở đây mà sao mà nói cho Hàn Quốc vậy? Ủa cái thằng này mình sẽ. Cái thằng này nói hay nè. Ông đây mình sẽ. Cái này nói hay. 10 điểm. Nói. Nope. Con mẹ mày, bố mày nhọt với mày đấy à? Thôi chúng nói. Nào giỡn thiệt nha. Thì nói cho anh em mình thì mọi người hôm nay mình là sẽ làm clip là xưng hô mày tao với anh Quốc. Thì anh em mình có những lời nói mà xưng hô mày tao thì mọi người cũng là anh em bảo que cho mình nha. Vì đây là một cái bàn tròn thôi, đúng không Quốc? Điêu. Lâu. Có bàn đi. Có bàn. Mày lấy vô. Chết cô đĩ mẹ. Sao nói sao anh nói lại? Mặc gì mà lâu dữ vậy? Mà nói nào mày gì? Mày à? Ừ. Thôi đấy chứ. Đây coi nha, không được ứng cái mở em như cái vậy thằng nào nha. Chứ ai biết anh mặc lâu quá vậy? Đây là tới bụng rồi. Ừ chứ mày nấu gì xem nào? Má thằng sao để nghe nói làm tôm hùm mà giờ toàn cá biên chiên không à? Cái này hơi sai sai nha các bạn. Mày gọi ông chưa? Hả? Gọi ông xuống đây chưa? Đâu, anh xuống liền thôi, nghe anh là mày biết rất là anh đâu. Anh tính là đánh bì, anh cứ xuống đây mình, anh bình thường mình đừng có quan tâm tới anh làm gì hết, phải không Phúc? Anh em mình cứ đừng có quan tâm á. Đâu. Như người nhu hình. Coi anh như mà... Nhu hình đúng anh Kim? Nhu hình là gì? Thì tàn hình nữa. Là như mẹ sao mày? Nó nói gì tao không hiểu luôn à. Mùa hình này hả? Mày nghe không? Sao đó được? Nope. Kim. Sao? Em thấy đài truyền hình gì nó anh cất kìa. Có ông anh cất. Anh cất là ai điện cất tác được hình phải. Không biết. Em thấy ở trên mạng em coi á biết. Em thèm lắm chứ em. Em thèm lắm chứ em. Em thấy ông anh mày thèm luôn mà. Em hút bò cho anh mày. Không thì người thấy anh cứ bò nữa chứ. Ông là gì? Hả? Tên gì? Biết. Ông là cháu ấy gì ông bên kia kìa. Ê là người anh cất đi. Ừ. Bà hai đói bụng á, nó ngầu nuốt luôn. Đâu, giải bữa là tốt có bà cho bà nha. Không phải cất bà à. Cất gì ở trong ruột của người ta hay con gì á. Ruột người ấy, cất cái. Thì là... Bịa đúng không? Phải bịa không? Đúng không? Đúng không? Bịa đúng không? Giải lạng vào nó bịa. Bịa cho gì? Bà ăn không? Hả? Bữa nào làm? Điên á. Em thấy người ta ăn ớt. Đưa dĩa ta, tao bỏ mấy. Sao mấy cái kia vòng to giống mày? Sao mà kêu vừa kêu mà thêm giờ mày kêu ớt? Mày giấc à, nó tiêu lại liền à. Hình như mấy cái tiếng nó to hơn. Không phải, nó tiêu lại liền à.
Ra ra ra, bàn tay vô ra. Rồi, quất quất quất. Mấy lần này đưa tao mà nó mặc đủ em rồi. Làm tôi cho mặc đủ ai ở đây. Ủa anh trong đó. Mẹ nó kêu làm trong chuyên trong trước khi làm ở đâu. Hello các bạn, phải gọi tôi xuống cho. Mẹ là. Rồi lại anh quất bàn tay quất xuống mẹ. Ê chờ chờ ông rồi. Có mũi. Anh bắt mất chị nha em. Một trăm bây giờ em đang nào nói chuyện này. Bây giờ mày cất mũi cho tao. Đó mất này hả? Ấy là nghe hôm nay nè. Em nói nè anh Quốc, vô đây ngồi em nói luôn. Nói gì? Anh em mình á, anh uống. Anh đi đi. Dưới đi. Để tao phải biết mẹ luôn đi. Cút mẹ Quốc. Nói ai? Nói mày á. Tao nói mày á. Bây giờ mới đưa em. Mấy em mới còn kéo mất chạy nè. Nè lớn rồi, đàng hoàng nha. Vô clip nào chơi cho nó đàng hoàng. Này đây đây, cái tật mày. Dưới cái gì hết mày. Nói mèo á. Cái đầu tre mà sao mất vậy mà. Cái mới vô cắt tre mày á. Mà không vậy được nói hay sao? Tao nói mày nhiều lần rồi. Nó là người lớn, nó bị khơ. Thì mình mấy người lớn mà dậy lại cho mấy đứa nhỏ. Mày có thể ngậm cái mỏ thuốc này. Thấy không? Mày thấy không? Mày sao? Mày đứa khó hoàn toàn ngậm. Ngày hôm nay tao nói thiệt với mày luôn. Tao xin tâm chẳng nói chuyện với mày. Mất vậy chứ thiết. Vì á, mày nó không đáng. Mày cút mẹ mày đi. Chứ cái thằng này thằng nào mà nó vô nữa thì vậy hả? Bé ơi, tay đầu ạ. Ê, mà đứa em đừng có mất dạy ha. Muốn cái gì cũng vậy. Muốn người khác á, không mất dạy thì mình tôn trọng. Vì mình mất dạy quá mà. Anh uống ra đàng hoàng. Anh uống ra đàng hoàng chứ không làm gì hả? Bữa giờ ẩm thực á. Mày thấy mày cái đàng hoàng không? Mày mày anh muốn chơi giấy này, mày bắn dữ lộn mày làm không à. Ảnh hưởng tới nè. Thì tao không muốn đắn mày lúc nào luôn. Đúng á, mà giờ là tao thấy là đúng rồi. Mình sáng suốt cho mày. Này vậy sao con Phúc là đàng hoàng nhất á. Chưa bao giờ nó chung tao mất chị mày. Vô vô ngồi góc vô ngồi. Chị mày tôi quen bên ông làm, điếu làm đi chợ. Xin lỗi, xin lỗi. Em xin lỗi. Hay quá, hay quá. Xin lỗi đi xem đi. Mau lần cứ làm chuyện gì chứ không. Xin lỗi. Xin lỗi đi. Em xin lỗi. Mày nãy giờ em nói chung là mày lấy ra tay bà tay ông già mày rồi mày xin lỗi. Mày cũng xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Nãy giờ em cũng có là những cái lời nói động lực nó hơi là khăng đi sau anh Quốc của em em nha. Mày mở âm thực mày không nói rõ ràng mà chưa xuống nãy giờ làm âm thực ăn tức mày. Anh em ngầu nói chuyện. Lớn em tụi bay ăn hết là sao? Ăn đâu mà hết. Đang chiên thì anh thấy rồi. Không chưa xong gì. Đấy Phúc không? Nó đàng hoàng ở trong nhà. Thôi cho mày tao không thích rồi. Mà điều ngá là gì rồi? Thế là anh vô kêu anh vô đây làm thất hay là vô anh chửi em vậy? Tao móc. Chứ mơ mày mày chửi tao kêu mày tao. Này cười văn hóa anh Quốc ơi. Không giờ em sai em xin lỗi nha. Thấy Phúc đang hoài không? Đúng không? Mày sao hai mày không làm đỡ cho thằng Phúc làm hả vậy mày? Quả chứ có ghép lên không mà mày làm vậy. Ghép gì? Hầu giờ ông thật tao thấy mày không làm gì luôn hả? Chính nào à? Cơm mày khỏi làm thật mày. Bán lên anh mày đỡ làm cái trò đâu. Kêu cái anh làm ư? Mày lấy cái anh làm ư? Anh mày chỉ biết cái ba chuyện đấy. Anh Quốc có làm không? Còn thanh đau mày riêng mày tao không nói đâu. Mất dậy quá mà. Mất dậy ơi. Mày về mày hầu đó. Đợi 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 đừng nói giọng đi. Ngồi đàng hoàng. Anh em đừng bảo như em là vô hình rồi. Mày thấy tình Phúc không? Ngồi xuống đây đàng hoàng quá. Thấy Phúc ngồi đàng hoàng không? Ngồi xuống đây anh đồ. Ngồi xuống đây. Không bao giờ biết mời anh. Không. Che mẹ mày ăn cơm cái kia nào mày mời không? Thì mày kêu mày ăn như mày. Mẹ chưa ăn hả mày chờ cho thằng Phúc nó làm xong rồi sao mày cái con người mày giống như Quốc vậy mày. Mày đi gì mày? Tới mày mới gì hả? Con này con của tôi mà. Còn nó kìa. Đúng rồi, ấy là nó. Thế là mà đưa nó tiền quần toàn quyền quyết định đi. À. Đưa làm quán điều viên này. Tại đây thì bán cho anh luôn. Bán cũng biết đường là bán rồi chứ. Thôi xịt tôi ớt. Bữa nào nó thường nó lấy cái gì nó quay cứ không. Quá chứ mày xịt từ từ mà ăn hết nhưng mà xịt chứ. Xịt hết tay hả mày? Nó cái thằng nó tao thiệt mày à. Xịt tim mày. Như đây ăn được gì đâu. Thằng này nó điếm rồi mày hiểu không? Thế là nè. Bữa giờ em chưa nói chuyện này. Anh muốn chào cho các anh em trai đàng hoàng nha quá. Đừng có đỡ người ta nó nói này nọ. Hồi nàng nha. Ừ. Mình ăn uống này thứ nhất này. Nội quy ăn uống mà sạch sẽ. Còn của ai? Còn của em. Còn tình nào? Còn của mày thì khen gì nói mày giờ phải nói tao đâu. Đồ mà anh nói vậy mà anh nói được nào quá cơ. Để từng là nói con. Từng nào mày xóa cái một lùi vô đây là ta ăn đàng hoàng được chưa? Mày nói vậy mày biết mẹ. Chuyện tay cái đầu mẹ. Con Phúc mà tao thấy nó đàng hoàng nhất ở trong đêm mà. Đàng hoàng. Ngày mai que con nó quay không quay cho thằng chó nữa nữa. Nào đi có đủ mày. Quê bái luôn. Đúng rồi mà bên con tao đâu. Nó đâu có tiền rồi tao. Đấy là nãy giờ tao chưa nói gì luôn á. Sao mày. Ủa mày. Má mẹ mày cứ đi rồi xin lỗi rồi đi xin lỗi con Trần Tạo nha. Không, cái đợt này em có xin lỗi nhưng mà lại cầu anh vui. Vừa bé nha. Anh mang mấy công đổi trái cũng. Ờ đấy ơi, lại đây. Dỡ anh chào anh á. Anh em mà dỡ lắm rồi để biết đâu. Ngày
lòng buồn nhan, nắng tan theo nụ cười, chỉ còn mưa hòa với nước mắt, gió tung đưa hàng cây. Đào tao nó khổ lắm, trung sướng gì đâu. Mày biết vợ chồng tao đâu về đứa con lo, về đứa con biết bao nhiêu tiền, tiền thằng nó bớt. Sống tao bị mù sùng bất vẻ. Trời ơi, người xuống đây bị mấy nghiệm nó coi thường nữa. Rồi đấy, cô đào tao có mấy bạn ai không? Có bạn nào không? Điếm tao quá mà, bị ai bạn bè. Không phải là sống chó. Không được, được, đang lên. Được á. Mày lớn lần này thôi. Ngay còn ngon lắm rồi, lâu rồi, ta ngớt rồi. Đây cấp chưa? Được. Thành nổi hết, làm cái rất điểm luôn. Bị mày lấy cái niệm tao vô, lấy cái niệm mày sao? Đấy là ăn uống này, thứ nhất cho nó đàng hoàng nha, sạch sẽ. Tại xuống đây thì ăn ẩm thực cho mày đâu mày chị đâu. Mày còn con nít, con nít chưa hiểu mùi sạch. Mày cứ con dính lũ nít mà cứ ngồi chẹp thì ra. Mỗi chim chắc là nó ẩn nhiều rồi chim. Rửa nít là chưa rửa được mà cứ ngồi dán. Đấy là ai dặm đuôi mày? Tao mà đụng cái tầng bút cái răng mày cô chồng hả? Lấy giờ tao cũng được đó. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, thôi mời các bạn ơi. Bưng bưng cho mạnh cái cháo ấy, xanh. Bưng cho mạnh cái cháo. Bộ cháo không bị tay biết người sao bưng được cái trời. Thấy chưa? Mày chứ tay cho thú vô này chứ mày. Tao chiên cho ăn đá rồi. Mày mắc hai ký còn không bưng vô dùm lắm. Tao kêu nó chiên không mà nó bưng cái cháo mà nó giữ tao tay biết mày. Cái gì? Như hồi trước á. Mày không đâu, em đụng mấy mày. Mày lại nghe. Muốn người ta tôn trọng mình á, mình phải tôn trọng người khác trước hiểu không? Mày nhớ mày tôn trọng. Đem được đem điều bác Hồ dạy chưa? Mày đẹp một là bất đối tục tối thiểu. Mày đẹp được đem điều bác Hồ dạy tao cho mày 20.000 lần. Đẹp ơi, đưa tiền. Tình ngu như mày mà biết cái đường khí. Ông đẹp đi, ông đẹp đi. Ông đẹp đi, ông đẹp đi. Thứ nhất, yêu tổ quốc yêu đồng bào. Tào lao. Mày có yêu không? Mày có yêu không? Tào mày có yêu chưa? Tào thứ hai. Em tao tốt lao động tốt. Không, mày cái học được không? Mày muốn con chú bò ấy. Thứ bé là gì vậy? Đoàn kết tốt. Đoàn kết tốt, lao động tốt. Như hả? Sao mày ngu dữ mày? Mày ngu hay học con đẹp là... Ê, đoàn kết chữ nha, nói vô cho anh đi. Đoàn kết tụi anh em mày đôi luôn mà, đoàn kết. Đoàn kết gì vậy? Sao thành chó ra không vậy? Người ta nói đoàn kết là chết chùm. Đừng bố cái gì anh Lâu Quốc. Ôi, ông dương mẹ, ông thật là đồ mẹ cho nó khỏi ăn. Mất cỏ tre mày cho, mất giếp mày, giếp tao nào nói. Tao nói là tao chút qua nha. Anh em bảo. Gái vô vô anh. Cậu Chim họ không đi bố cái gì cậu Chim? Nó biết cứt vậy đâu mà. Thôi coi ông ơi. Giờ ta ăn thịt xem chui hết rồi. Rồi, có cái vô ngay vui. Đây vô ngay rồi. Ngầu đàm hút. Vô xanh. Ờ, em ngầu dưới đây được. Ê, ngầu đây được. Ngầu đây. Yên nó chút xíu mà kêu tôi ngầu. Vô. Thôi vô. À, bây giờ mấy anh em mình sẽ ăn ẩm thực nha các bạn, vô sao đâu. Hello các bạn, thì hôm nay anh em mình có làm một cái bơ ẩm thực đơn giản nha các bạn. Ai làm? Ai làm? Anh nãy giờ có làm được cái gì không? Anh ta biết mà anh làm cái gì? Dạ, ai lớn nhất này? Ai lớn nhất trong đây? À, anh nói. Thì hôm nay mình làm cái bơ ẩm thực đơn giản nhẹ nhàng nha các bạn. Bởi vì con điếm cháu không có tiền nha các bạn. Các bạn thông cảm anh nữa. Đồ mà nói vậy mà nói được làm không? Hả? Tao thấy mày điếm quá thiệt không? Sao thiệt mày? Anh nói đỡ nói anh thử đi. Hay là mày làm vậy rồi mày mua cái kia thì còn bù lại. Má là anh không mà anh bê cái đồ quý là mà anh không. Quả chứ đang nói vậy anh không có ai ở đây. Xin mời mọi người nha mọi người. Mình sẽ mình lớn nhất trong đây. Mình là che chú. Mình cho sớm trước anh cho lão làng. Cho sớm cũng được. Mình ăn trước mình hướng trước cái chết. Còn mấy anh đã chưa ăn chết đói các bạn. Ừ. Ghen quá. Bữa cháu chiên ha, cháu cưng vô. Ủa mày mày ăn mày khoe. Ăn mày. Không, mình đây đi. Mày ăn uống cho nó đàng hoàng mày hiểu không? À mình đây đi, mình đây. Không mất dạy em đâu. Ấy là anh nuôi ăn uống cho đàng hoàng hiểu không? Ờ, thế mời em nha. Sang ăn xem nha, sang. Đây. Mình mời tất cả mọi người ăn ẩm thực cùng mình nha, cùng mời, những thằng bỉm bím túi nha. Thôi mời các bạn nha. Trời, mất dạy chứ mày xếp tao thiệt mày á. Tao nãy giờ tao không nói tao chứ vui chứ mày là tao ăn gì nha. Mày đừng ở vừa phải không? Mày ăn bốt cơm bây giờ nó nói tao cái gì không? Con ngư mà tao thiệt mày, ẩm thực mà làm không re rồi mày phải chửi tao nữa. Giờ biết sao? Giờ nó khinh mặt mày á. Tao biết thì nói á. Cú mở mày mà tin tao mà cũng lộn rồi. Đâu? Mày hay hay. Anh là anh thương em nhất á. Mày ăn mẹ đi mày ông nào mày nói nhiều tại nãy giờ tao mệt quá. Anh đi. Mấy mày có khi nào mày mập mày bị tinh mỡ mày chết không? Đủ nào? Giờ tao nói mày cái ăn mày cút mày. Xong rồi. Nhanh rồi đi. Mẹ. Đây
đâu rồi? Rồi. Có nhiều máu này, đặt đi. Mày mày đừng nhỏ đừng mất vậy anh nha. Cái nào nhiều máu này? Anh lớn đâu cho mà anh nhỏ đâu. Mà nuôi nấu thì mày đập. Không. Anh ơi, anh ơi. Thôi anh em á. Không. Anh nhớ đây kè mà cho anh. Ẩm thực nó là anh tự nhiên. À, quá chứ ẩm thực tôi mua tôi ăn chứ tự nhiên. Ấy chứ tao. Dư tao mày tao. Dạ, mày nhỏ mất vậy. Đéo cho anh hả? Mày. Dư bé bé mà đè chứng kiến mà chữ tao đoạn. Đó, dầm xương quá sao con gầm mày. Con các bạn. Mày khùng cứ lợi dụng chuyện khùng mày mà chữ ai cũng được. Ê, sang đây làm cái gì? Tờ chấm ai dùng được mà. Không, giờ tao không mong mày nữa nha. Tao thích mấy người mất vậy nha. Chứ mày 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 giờ mày cái tao thôi anh em. Giờ tao không thích mấy người cạn. Mấy người tài đều. Bởi cái má mày tao quay em mày quay em thực mày giết mày giết tiếng chó chúa gì mày nè bóp tôi là tôi tao nói mày chúa luôn á mày 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 ngon vừa mày. Mày vừa bán tao nha. Ngon quá các bạn. Tao chú con mày mày được không? Bà bán em vô đi em. Đừng có đỡ đó. Em đi vô đi đừng nghe mấy thằng chó mấy thằng chị nè nói chuyện. Anh ơi đang hay sao mấy cái này đang. Anh gì mà điếm chó với mày mua bé đồ đây mà biểu nhỏ anh mày. À rau tao hiểu. Thì giờ ổng đâu anh đâu mà. Mấy sao đụng mới nó chửi giải mà cái thằng mập thù lù đụng mấy chó phở mày phở đang ngầu cái anh nha mày. Cháu ơi nó xuống hoài không? Đây là mày cất bài rồi mày. Ê cái đầu tôi đây là mày. Tao nói mày đập luôn là mày mệt cho em luôn á. Là mày. Mẹ trừ đi mất chị tôi vậy không? Ăn với mày mất chị. Ủa mày cũng mày. Mất chị đưa ông hậu là vậy không? Giờ chứ. Nó mấy cái thằng đó nó điếm lắm. À không. Lần này. Điếm một hồn rồi mấy thằng ngàn tròi với em mà chịu. Mày vừa mày đụng mày ngon nó tiếp cái còi em mất chịu anh luôn. Mày vừa chịu đụng tôi đã vô đụng quen rồi. Thôi mày làm mẹ. Ngươi gì? Mày đừng có thêm mấy chó này hỗn ngàn mất chị nha. Vậy vậy em biết rồi thằng Anh Quốc anh lâu lâu. anh em có nghĩ với tôi không? Tôi lớn rồi, tôi già, tôi gần đốt xe tao rồi. Cái gì vậy? À tao tao đâu? Vô ngồi anh ơi. Ờ thề giá anh ra đàng hoàng cái đầu mới cứ làm nhau. Tao có kêu mày đâu. Mày mở mày chó mày nhằn thằng thiết nó nói cho mày nói mà có quyền gì nói tao rồi nó mắc vậy mày nó tao lớn nhỏ rồi nói chơi 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 mà ăn vậy anh em nó kêu hai kia nó có kêu mày đâu quá wow. Còn rất mẹ mất vậy con trang này tụi bay nói vậy mày hả nó dám chửi anh mày tao đồ mì tớ nó chó mé đồ hai đại này mất vậy lắm sao anh cái gì vậy em là người vợ em phải chứng kiến mấy anh đây không biết được không. Dưới sự thành công của đàn ông, sự thất bại của đàn ông là sự ngu dốt của đàn bà nếu em không vậy nó. Đàn ông, chữ dễ mà biết không? Anh chữ dễ hay gì? Ủa vậy là anh chữ luôn em mà biết bên em bên anh gì? Mấy mà làm chó là sao hứng quá rồi. Gì mà mày? Bên chỗ mày ngồi đây chi? Cam ơi mày ngồi đâu mà ngồi làm gì? Mày ngồi đây. Tao chữ vợ mày được không? Mày em mày. Vợ mày chứng kiến sang bên quỷ vậy trời? Anh chữ luôn em mà bên gì? Nghe thâu gì à? Anh vừa ông vừa nãy giờ mày làm mà vừa mày vừa mẹ vậy à, mày vừa mày vừa mẹ ấy. Đâu anh đang mẹ mà đâu lật ở đây luôn đấy là mày lật này tao lật mày trong cái chú luôn mày lật này tao lật nếp nếp hồn đẹp quá ba nó bắt em bắt sao vậy anh mà thấy anh chàng nó đàng hoàng nó lực bà trang em đưa cho mấy thằng cướp đó vậy thế này cho núi cho mày nha chàng ủi mấy đâu giờ cào tao làm như vậy đừng ở mất dậy sang lớn đâu chuyện người lớn nhỏ gì cho mang mẹ anh chưa xin em à ờ xin trang mày đâu mà mày yếu rồi chưa biết đêm giá chủ đít mà mày cũng ngồi lúc nói chuyện với tao cho ai cho anh tắm được trăm mày mà mong hơn rồi mấy đứa nhỏ mất vậy còn chim sao còn chim đi view ơi còn chim nãy giờ không khóc giờ luôn mày thiệt hả chứ nói vậy mà mày chứ chứ vậy cho ai là cái này anh đồn đây con ở đây à kết hết đi cái này anh đồn làm lại tôi đều vô giờ anh đàng hoàng bây giờ muốn ăn ở đây muốn ăn đòn muốn ăn cái viên gì hay muốn ăn đòn Tao nghĩ thằng này nó muốn ăn đòn này. Thì cái thằng này nó muốn ăn đòn rồi. Đòn không? Thôi anh em nói dân dân không, thôi bỏ với anh. Cái gì cũng vậy. Mẹ mày, mày ní đây nha. Đi muốn gì? Mấy ổng tập sao ở? Mày đừng có đen lên. Nói biết bao nhiêu lần không? Mày đang nói mày không vậy đâu thiếu. Mày hiểu không? Bất vậy cả. Giờ mốt hồi giờ là ông không có tính đó mày hiểu không? Đúng không? Mày đúng không? Mày tin bố thằng đẹp trai quýnh thằng sao quá không? Mày đi đâu? Bố thằng đẹp trai. Là bây giờ mày đói bụng không? Đó. Bây giờ chuẩn bị mình no nè. No đâu rồi? 3 phút 2 2 1 từ từ. No. 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 No.
Rõ chưa? Rõ chưa? Trời ơi, mới đây này, anh giết tao liền. Quậy nó chứ, đàn ông mất. Mẹ. Ý, rõ chưa? Con mày nói là anh đàng hoàng không muốn anh đòn là sao? Anh nãy giờ tao đàng hoàng mới mày kêu mày tao chứ tao. Mày mất dạy cho tao, bầu cho tao làm vô dùng anh những cái thái độ tao, anh vô anh đàng hoàng. Nếu mày từ đeo ngoài chữ tao mày tao đâu? Thằng chó đây đâu ở bên mày nữa, tao biết cái này. Mẹ mày bây giờ, thằng xanh nào mới thêm mày đâu? Mẹ mày làm chồng mày tao, nếu làm nữa gì luôn. Thì mày cút mẹ đi. Mày lãnh mẹ luôn đi. Mẹ nó sao gặp thằng chó đó. Cút. Cút. Bây giờ nè, anh lãnh. Anh em mình tính cút. Sao? Chứ mày cút cho mày làm vậy. Mày lãnh đi. Mày đâu mà đâu là cái mực. Mày lúc. Cút. Mày mẹ đi đâu ơi. Mày lãnh đi. Mày mà tao làm robot thì sao mày. Mày lãnh đi. Cút. Đủ rồi, đủ quýt thằng đau rồi. Không có. Ai đó thằng nào mình. Ủa tao biết xuống đây là lãnh đổ mày. Tao thua không? Rồi. Mẹ này thằng điên cái con số mày đào vậy mày. Cho anh em mày ngồi ăn trước mà anh. Tao không nghe những mày nữa. À, cái thứ mày đâu mày ăn vô miếng mà chữ như chó. Bữa bánh xèo. Ông nói nữa. Bánh xèo một lần rồi. Anh vô đàng hoàng là tụi em không nói nữa. Còn thằng quần kia đổ mấy cái xoài đâu. Giờ anh vô đàng hoàng là tụi em không nói nữa được chưa? Ừ. Thôi vô xà nào vô ngồi đàng hoàng bả mũ đây. Rồi vô. Mày trời tấu kìa. Mày chữ đồ mày đến tấu luôn rồi mày thấy. Anh uống rồi đã đàng hoàng. Anh đàng hoàng. Ông thật tấu vậy sao quay ra thấy đường ông thật vậy nó. Anh đàng hoàng nha. Anh uống đàng hoàng nghe chưa? Đừng có lỡ quẹt cơ. Mời các bạn nha. Tục trời. Ngon quá. Ngon. Má mẹ mày kêu tao ăn uống đàng hoàng quay sao mày? Cho tôi rồi. Được rồi chứ mày. Mày ăn mày cũng mày. Tao ăn mày biết. Anh ăn mày mày ăn mày này. Mẹ sao xin lỗi đe dọa hết rồi mày. Mé mày rớt đất mày trúng mỡ là mày. Trời ngon. Không, anh này mướn ngon nè. Đúng rồi, còn mấy cái còn ngon. Thịt kim cái gót thôi em. Thịt kim. Anh ấy tới cha mày ơi, tôi ướt mày thịt mày. Đúng rồi, anh này đã thoải mái. Đúng rồi. Còn nói chung là anh em mình kết thúc cái clip rồi. Các bạn xem video hay một lần nữa đây cảm nhận. Dọn ra xa đau bơ. Cái gì? Anh Phúc, quay miệng cái anh Phúc. Mấy nãy giờ em điên lắm rồi nha. Tao hỏi mày nè. Hồi nãy giờ tôi đồng cho mày đưa thằng có một cây à, mà ba tao dọn. Mày cầu tao ông nội vậy mày. Mày nói ai vậy? Mày bị tao có thể bị tao biết không? Vậy hầu quẹ mày. Ê tao nói mày hả? Ừ. Tao nói mày hả? Ủa sao tao nói làm nhưng mà mày chụp lại. Tao nói mày hả? Nói mày luôn á. Cái đồ bọn mày nó chửi tao luôn kìa mày. Mày nãy tụi mày đưa ra có một miếng à. Thôi mày chửi tao luôn. Giờ mày muốn ăn dép bao nhiêu hay muốn ăn vậy? Ăn dép. Thôi tụi bị đồ má nó lên lộn xộn quá. Sao cái thằng này chứ mới đi đâu vậy? Mày bơi rồi. Mày bơi nào. Tao bưng vô kia đây mình nè mày. Tao biết rồi. Mày muốn nói đâu? Cái sao mà nói được. Mày mất dạy đúng cái mẹ luôn. Thôi mấy em, mày mất dạy hả? Thôi lâu lâu. Mấy sao tụi bay vẫn nó mất dạy quá thì Sang nó chửi mày đúng. Mất dạy thiệt rồi chứ. Sang nó chửi mày đúng không? Anh uống mà không vui gì hết là đụ mẹ. Đó anh cho mày đụ mẹ sao mà không ra mày. Anh uống nó. Tiếp. Thôi đi về nghỉ. Đây cũng như mấy mẹ nó ổng thật mày thích đem vô dọn rồi thích dọn mày cũng cho ai ăn cái mày. Ở đây cũng như một bài học dạy cho anh biết vậy anh quá. Lặng mẹ. Ừ, này ơi. Thằng chó kia mày điên rồi sao mày. Đưa cái đầu với anh mày. Đưa cái đầu với anh mày. Đưa mày. Ông thật mày thích mày cho anh cũng thích cho mày. Ông thật tao có khi nào tao đuổi mày đưa cho ngọc. Mẹ mày. Ông thật ông mùi không? Ông thật anh thằng nào vậy anh quá. Anh cái làm ông thật tiếu ở đâu mà. Mày thì nhớ được cho anh luôn cùng vô thôi nha. Lẹ đi. Ao đi mày lấy đi anh ơi. Bừa mà mày chứ nha. Mát. Các bạn tao tao điên luôn. Rồi tao đen đi mình bẩn. Đâu đây. Từ. Ở đây em ạ, đây. Thì thằng kia mày má nói nhỉ. Alo, xin lỗi. Nếu mà mày muốn cái mỏ mày luôn cái lát thành hô luôn á. Rồi cho tao cho mày. Rồi cho mày này cho nó. Đúng không? Nói chung là các bạn nha, ổng điên cái là anh em mình vui hôm nay. Ngày hôm nay tuy mà giết cho mày. Sao cái thằng mỏ cây sao mày nói nhiều dữ mày. Chết con đĩ mẹ. Mất chạy đâu nha. Không luôn. Mày mày vừa phải cái nào đi đó. Mời chim nha. Thấy thằng thân nào giờ tự chưa. Ok các bạn nha, thì đây cũng là một màn trò đúng không? Anh quất diện cá là anh em mình thấy nó vui liền các bạn. Tuy ngày hôm nay này anh kéo bằng chiên nhưng mà mình thấy rất là ngon luôn. Đấy vì đồ mấy ông quất á. Có ảnh lạnh nào nhau làm cái thiệt mình bực chịt luôn. Mời các bạn nha. Nhưng mà hôm nay mình chơi đỡ mà thấy rất là vui nữa các bạn. Em thấy sao Phúc? Tao thấy đồ không ngon thiệt. Hả? Không ngon. Mày thấy ngon tao thấy không ngon. Chủ yếu mình chơi mà mày hiểu không Phúc? Nói chung là chơi đỡ mình vui rồi các bạn. Thì ở đây cũng mà chơi thôi nha các bạn. Mọi người mình có hơi quay đá mất vậy thì mọi người bỏ que giúp anh em mình nha. Mà thiết anh thì mà mọi người em ăn mày ăn đi. Thằng xanh đao nó được này. Nói cái mất kẹt liễu không liễu. Mà đào banh nha.
mày ơi. Mấy cái thằng đồng banh nào bây giờ thì cũng là chưa đi câu mà chơi dữ lắm.